Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2024, về việc cạnh tranh toàn cầu, về xuất khẩu theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán với mức 565 USD trên tấn vào ngày 26 tháng 9, giảm từ mức 575 đến 580 USD trên tấn của tuần trước. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá giảm do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Giá gạo của Thái Lan cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm trước áp lực từ nhu cầu trầm lắng và sự cạnh tranh từ các đối thủ có giá rẻ hơn. Theo một thương nhân ở Bangkok, Thái Lan cho biết, gạo Thái Lan đang vấp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ có giá thấp hơn. Một thương nhân khác cho hay, thị trường đang chờ đợi những thay đổi trong chính sách về gạo của Ấn Độ trong những tháng tới. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ tăng do đồng rupee mạnh lên. Dù nhu cầu từ người mua ở châu Á và châu Phi vẫn yếu, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán ở mức giá từ 530 đến 536 USD trên tấn. Trong tuần này, một thương nhân tại Mumbai cho biết đồng rupee mạnh đang đẩy giá gạo lên. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ mức giá sàn đối với gạo Basmati để xuất khẩu. Theo thông tin tại Bangladesh, giá gạo trong nước đã tăng trở lại trong tuần này. Một số thương nhân cho rằng sự gia tăng này là do nguồn cung bị gián đoạn do lũ lụt hồi đầu tháng. Trong khi đó, thị trường lúa mì vẫn chịu áp lực khi nguồn cung của Nga tiếp tục chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, trong khi doanh số bán lúa mì của Mỹ bị tuột lại phía sau. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay, ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định đối với mặt hàng lúa. Giá gạo hôm nay giảm từ 100 đến 300 đồng trên 1 ký. Thị trường giao dịch trầm lắng ghi nhận tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, vắng người mua. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận giá ổn định tại các địa phương như An Giang, Kiên Giang, giao dịch lúa mới chậm, giá trầm lắng, ít người mua. Ghi nhận thị trường gạo tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, vắng người mua. Tại An Giang, nhiều gạo xấu, kho mua chậm, giá giảm nhẹ. Tại Đồng Tháp, kho mua cho giá giảm, giao dịch trầm lắng, vắng người mua. Bên cạnh đó, thị trường nếp hôm nay không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR4625 khô có giá 9.500 đến 9.700 đồng một ký, giá ổn định. Đối với nếp Long An 3 tháng khô có giá 9.800 đến 10.000 đồng một ký, giá đi ngang so với ngày hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, gạo xuất khẩu của Việt Nam có sự điều chỉnh. Gạo 100% tấm ở mức 454 USD trên tấn, gạo 5% tấm ở mức 562 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 532 USD trên 1 tấn. Đối với mặt hàng gạo thành phẩm hôm nay, gạo IR504 12.600 đến 12.800 đồng một ký, giảm 100 đến 200 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 10.200 đến 10.300 đồng một ký, giảm 250 đến 300 đồng một ký. Giá tấm 9.600 đến 10.000 đồng một ký, giá cám 5.950 đến 6.000 đồng một ký. Giá lúa tươi ở từng địa phương có sự thay đổi như sau. Giá lúa tại Kiên Giang OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Mai Lợi 202 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.700 đến 8.000 đồng một ký, OM34 6.300 đến 6.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng một ký, XT24 XT25 9.800 đến 10.700 đồng một ký, nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký, RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Zmin 7.800 đến 8.000 đồng một ký, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.600 đến 7.900 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng một ký, OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký, IR504 6.800 đến 7.000 đồng một ký, RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký,
Tình hình giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau: XT24 9.800 đến 10.500 đồng một ký, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký, RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.900 đến 8.100 đồng một ký, XT21 9.800 đến 10.600 đồng một ký, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM380 7.100 đến 7.300 đồng một ký, Bạn L202 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM34 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang: IR50404 7.000 đến 7.100 đồng một ký, OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM380 7.100 đến 7.300 đồng một ký, OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký, Đài Thơm 8.000 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký, RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, XT24 XT25 9.900 đến 10.700 đồng một ký, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long: IR50404 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM34 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, OM4900 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM380 7.100 đến 7.300 đồng một ký, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký, Nàng Hoa 7.600 đến 7.900 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang: IR50404 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM18 7.700 đến 8.000 đồng một ký, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, Đài Thơm 8.000 đến 8.200 đồng một ký, RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký, XT21 9.900 đến 10.600 đồng một ký, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Japonica 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Jasmine 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An: OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký, Đài Thơm 8.000 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM380 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Hương Châu 6 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Nếp Tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký, Jasmine 7.800 đến 8.000 đồng một ký, XT24 XT25 9.900 đến 10.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM34 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh: Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng một ký, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM4900 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM5451 7.200 đến 7.500 đồng một ký, OM380 7.100 đến 7.300 đồng một ký, OM34 7.000 đến 7.100 đồng một ký, Nếp Tươi 7.700 đến 7.800 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau: gạo Nàng Hoa chín 20.000 đồng một ký, gạo Nàng Nhan 28.000 đồng một ký, Jasmine 18 đến 20.000 đồng một ký, gạo Trẻ Thường 15 đến 16.000 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài 20 đến 21.000 đồng một ký, gạo Hương Lai 18.000 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18 đến 19.000 đồng một ký,
sóc Thái 21.000 đồng một ký, gạo Nhật giá 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này.